Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta một lòng một dạ niệm Phật để cầu nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người ta giảng sanh được thì chúng ta cũng giảng sanh được. Nhiều nơi người ta hộ niệm chuyện giảng sanh càng thể hiện rất nhiều. Đây là một điều làm cho chúng ta cảm thấy sung sướng, vui vẻ vô cùng. Vì trong thời mạt pháp này rất khó tu hành thành tựu, nhưng mà những bạn đồng tu, những người niệm Phật đã giảng sanh trước, người ta ra đi bất khả tư nghì, thì hy vọng chúng ta cũng được giảng sanh. Nhưng mà như hôm qua mình nói, còn cái thân này chúng ta còn lo. Nếu chúng ta không lo thì coi chừng người ta, thì giảng sanh mà mình cũng có thể bị trở ngại. Trở ngại ở tại đâu? Ấn Quang Đại Sư nói như thế này: giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc chính là do lòng chí thành, chí kính mà cảm thông với Phật, mà được Phật tiếp dẫn về Tây Phương, chứ không phải là ta chứng đắc để giảng sanh về Tây Phương. Câu này giảng ra nghe thấm thía dữ lắm. Ta không phải chứng đắc mà được giảng sanh về Tây Phương, có nghĩa là trong khi ta giảng sanh về Tây Phương thì nghiệp chướng của chúng ta còn đầy dẫy. Mà nghiệp chướng còn đầy dẫy, nếu ta không khéo, chỉ cần nghiệp chướng nó bùng lên thì con đường giảng sanh của chúng ta đứt luôn. Tại sao như vậy? Tại vì Hòa Thượng Tịnh Không nói như thế này: A-di-đà Phật cho phép chúng ta đới nghiệp giảng sanh. Có nghĩa là mang cái nghiệp đi giảng sanh, chứ Ngài không có một lời thề cho chúng ta đới cái tập khí đi giảng sanh. Nghĩa là Ngài không cho chúng ta đem cái tập khí hư hại của thế gian này về trên Tây Phương Cực Lạc. Cái điểm khó nhất là chỗ này. Cái điểm nguy hại nhất là ở chỗ này. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói: do lòng chí thành chí kính mà được cảm ứng. Người mà chí thành chí kính là người quyết lòng kiềm chế tập khí, đừng để tập khí nổi lên. Tập khí nói rõ ra là gì? Tham, sân, si là ba cái quan trọng nhất. Mạn, nghi, ác kiến, sáu cái phiền não này chính là tập khí của chúng sanh. Khổ là khổ chỗ này. Cho nên khi tu hành, nếu chúng ta quyết lòng một đời này về tới Tây Phương Cực Lạc, thì những cái nghiệp cũ chúng ta có thể sám hối được, nhưng mà nghiệp mới chúng ta phải cẩn thận. Tại sao lại có nghiệp mới? Xin thưa thật, chính là cái tập khí này nó tạo ra cái nghiệp mới. Mà làm sao đi nữa, đến lúc lâm chung, nếu tập khí của chúng ta có thể dẹp bớt hoặc không còn nữa thì cũng còn hy vọng. Nhưng trong kinh Phật có nói một câu như thế này, xin chư vị cẩn thận: nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chướng môn khai. Câu này ghê lắm. Nếu mình càng tu, mình càng suy nghĩ, chỉ cần một cái niệm sân giận trong tâm nổi lên, kèm theo cái niệm ấy nó khởi ra tới 84.000 nghiệp chướng trỗi dậy. Mình cứ tưởng tượng, trong những pháp tự lực thì chỉ còn một nghiệp chướng thôi, một cái thôi chứ không cần gì nhiều, mà còn vướng lại. Thì Ngài Ấn Quang Đại Sư đã nói: nghiệp mà không sạch, tình không không. Tức là coi như nghiệp chướng tập khí mình mà không còn chút xíu nào hết, thì chúng ta mới được vượt qua sanh tử luân hồi. Nếu mà còn vướng lại một chút, bắt buộc phải theo cái nghiệp đó mà thọ nạn trước. Mà một khi đã thọ nạn thì nhất định chúng ta không có giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ấy thế mà nghiệp chướng của chúng ta trong quá khứ, chứ chứ không phải bây giờ, nó nặng như núi Tu Di, bao trùm pháp giới, vô lượng vô biên rồi, chứ không phải chỉ là 84.000 nghiệp đâu. Nó còn nhiều như vậy. Nó còn nhiều như vậy mà ta lại được quyền giảng sanh về Tây Phương, thì đây là cái cơ hội. Nghe đến mình mừng vô cùng. Nếu không có cơ hội này, nhất định chúng ta không có cách nào để hy vọng trong một đời này có thể vượt qua tam giới,
chứ đừng nghĩ chi là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ấy thế mà Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, chỉ cần chí thành chí kính niệm câu A-di-đà Phật thì được giảng sanh. Cái điểm chí thành chí kính này chúng ta cũng cần phải nói rõ. Khi đã quyết lòng đi về Tây Phương thì đừng bao giờ khởi lên một cái tâm giận, đừng bao giờ khởi lên một cái tâm ghét, đừng bao giờ để cho cái tâm thân miệng ý của mình nó sinh sự ra. Chính là ba câu của Phật dạy ghi ở trên tấm bảng màu vàng đó. Câu này trong kinh Vô Lược Thọ: thiện hộ khẩu nghiệp, bất nghị tha quá, thiện hộ thân nghiệp, bất thất luật nghi, thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Ba câu này đã bao trùm pháp giới trong đó mà không hay. Nếu mà chúng ta muốn giảng thì giảng hoài cũng không bao giờ hết chỗ này, làm sao chúng ta phải gìn giữ cho được. Xin thưa là khi nói tới những lời này thì Diệu Âm cũng xin thành tâm sám hối cho tự mình. Vì trước đây cái khẩu nghiệp của Diệu Âm mạnh lắm, dữ lắm, cũng ưa phê phán người này, phê phán người nọ lắm. Ngay cả những vị sư mình cũng phê phán luôn. Sau khi mình đã hỗn hào, mình cự, mình nói thầy này như vậy, thầy nọ như kia. Khi nghe được những câu kinh Phật nói về những chuyện này, bắt đầu giật mình sợ luôn, toát mồ hôi luôn. Tại sao như vậy? Tại vì khi mình nói một điều gì sơ suất với một vị sư thì mình lại phạm cái lỗi phỉ báng Tam Bảo. Lạ lắm, dù vị sư đó có phá giới hay là hư hại hoặc làm điều gì sai cũng kệ người ta, nhưng nếu mình nêu cái sai của vị đó ra thì mình lại bị phạm cái lỗi phỉ báng Tam Bảo. Mà cái lỗi phỉ báng Tam Bảo lại liên quan tới cái lỗi phá quà hợp tăng, mà phá quà hợp tăng nó liên quan tới cái lỗi ngũ vô gián tội, dễ sợ quá. Thành ra, thành thật khi nói tới đây, Diệu Âm nếu mà có tóc cũng dựng tóc lên. Xin thành khẩn sám hối. Tại vì hồi trước mình không biết, hễ thấy một vị thầy làm sai mình cự, thấy một sư cô làm sai mình cự. Biết vậy rồi bây giờ không dám cự nữa. Bắt đầu từ đây nhất định là bỏ cái cự này. Dù người đó có làm sai như thế nào thì kệ họ, đó là cái nghiệp của người ta. Nếu sơ ý mình nói lên, mình bị vướng. Cho nên thà rằng thôi trốn đi, thà rằng lánh xa đi, phản ứng nhiều nhất là như vậy. Thường thường cái tập khí của mình là do trong nhiều đời nhiều kiếp kết hợp lại, nó không chịu cho mình được thanh tịnh vô nhiễm. Cho cái tâm của mình không được thanh tịnh vô nhiễm, cho nên khi mà muốn về Tây Phương, xin tất cả chư vị cố gìn giữ cho được ba cái chuyện này. Ví dụ, nếu mình lỡ không biết, buông một lời nói nào sơ ý thì ngay lập tức xin sám hối liền. Ở đây chúng ta không ai là thầy, không ai là sư phụ hết, nên chúng ta không có cái pháp gọi là tự tứ. Nhưng khi lỡ làm một chuyện như vậy, nên về nhà mặc áo tràng đàng hoàng vô, quỳ trước Phật lại Phật ba lạy, rồi đứng chắp tay khấn: Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con sơ ý làm điều sai lầm này, giờ con biết lỗi rồi, thành tâm đối trước Phật tiền xin sám hối liền. Mình thành tâm sám hối như vậy, bắt đầu mình nghĩ sau này có thể mình lại tái diễn cái trò này nữa. Thường thường Hòa Thượng Tịnh Không dạy một câu rất là hay: trước khi mở lời nói một câu gì, chúng ta nên niệm một câu A Di Đà Phật trước. Tại vì khi mình niệm câu A Di Đà Phật thì tự nhiên cái quang minh của Phật phổ chiếu. Ví dụ như chúng ta đang lỡ cái gì đó thì niệm Nam mô A Di Đà Phật. Định kinh cái gì, định cãi cái gì, định nổi sùng cái gì, niệm câu A Di Đà Phật liền, thì tâm ta tự nhiên lắng lại. Trong trường hợp ta chưa kịp niệm câu A Di Đà Phật mà đã lỡ thốt ra những lời sai lầm thì ngay lập tức niệm câu A Di Đà Phật liền. Tại vì thành kính là chính mình phải thành kính, chứ người bên cạnh không thể nào thành kính cho mình được. Chính mình phải lo cái chuyện giảng sanh của chính mình,
chính mình phải tự cứu lấy chính mình. Xin thưa thật, A-di-đà Phật cũng không cứu mình được nếu mình làm sai. Thường thường mình hướng dẫn người bệnh: nguyện A-di-đà Phật cho con được về Tây Phương. Tức là mình nói cho cái tâm người bệnh mong muốn được về Tây Phương để gìn giữ cái tâm người bệnh muốn về Tây Phương. Chứ thật ra là như ngài Lý Bỉnh Nam nói, thực tế là chính cái tâm của mình tiếp dẫn mình về Tây Phương, chứ không phải A-di-đà Phật. Tại vì nếu mà A-di-đà Phật có khả năng tiếp dẫn tất cả chúng sanh về Tây Phương thì chúng ta ở đây khỏi cần tu nữa, khỏi cần phải ngày đêm tinh tấn làm chi. Nhưng bắt buộc chúng ta phải tinh tấn, bắt buộc chúng ta phải làm tất cả những điều Phật đưa ra. Để chi? Để cho cái tâm của mình hiển hiện chủng tử A-di-đà Phật ngay trong những giờ phút lâm chung, thì chúng ta mới về Tây Phương được. Như vậy thì những điểm nào để cho chủng tử A-di-đà Phật hiển hiện? Trong tâm của chúng ta thường thường niệm A-di-đà Phật, tức là tâm trú niệm Phật trung. Luôn luôn cái tâm phải niệm A-di-đà Phật. Đừng có niệm sân giận, đừng có niệm đố kỵ, đừng có tức bực, đừng có tự ái. Tại vì tất cả cái này đều là tập khí. Khi còn tập khí này, Phật cứu cũng không được. Điều này rất là khó. Thông thường khi tìm hiểu ra mình mới thấy rõ ràng một điều, là những người được giảng sanh hầu hết là những người hiền, chứ không phải là những người tu giỏi. Về Việt Nam, quý vị đã để ý lắng nghe những chuyện này lạ lắm. 100 người giảng sanh có đến 90 người thuộc thành phần hiền, tức là những người hiền lành, những người vui vẻ, những người không chấp, những người ưa tha thứ cho người khác, những người ít kình ít cãi. Thông thường 100 người giảng sanh thì 90 người nằm trong cái dạng người hiền, lạ lắm, còn 10 người còn lại thuộc về dạng có tu. Như vậy, người biết tu là người biết tập tính hiền lành. Càng tu chúng ta càng hiền chừng nào chúng ta càng dễ giảng sanh chừng đó. Diệu Âm nói lên những lời này để làm chi? Để chúng ta niệm Phật thì nên tập cái tính hiền. Tính càng hiền thì chúng ta càng thành tâm niệm Phật, vô tình chúng ta trở thành một đại thượng thiện nhân, chứ không phải là Phật tử bình thường nữa. Nói cụ thể, hãy cố gắng giữ cho được tính hiền lành, vui vẻ, thoải mái, tha thứ. Tập tha thứ cho nhau, tập đoàn kết với nhau. Xin thưa thật, ngày nào mình cũng kết bè với nhau để niệm Phật như thế này thật là tốt. Nhiều khi đi khắp thế gian cũng khó tìm ra. Bên cạnh đó chúng ta còn biết chuẩn bị hộ niệm cho nhau để giảng sanh nữa. Chúng ta thật sự đang ở trong cái quỹ đạo đi về Tây Phương một cách rõ rệt. Mong chư vị, nếu thật sự muốn giảng sanh về Tây Phương thì phải tự lo lấy. Hãy tập ăn ở hiền lành, hiền lành niệm Phật mới tốt. Không cần tới những gì cao siêu hết, chắc chắn chúng ta sẽ được giảng sanh về Tây Phương, một đời thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.